nghe thông báo từ anh lấy cái này không? Cái này nghe thắm đây. Lê Điệp nghe thông báo từ anh Long Đặng bán rượu, rượu ế quá à. Mới bán có bốn chai à. Thành ra quý vị ơi, ủng hộ nhiều nhiều nha. Nếu quý vị uống tại chỗ thì thôi, nếu quý vị mang về thì bà thị trưởng Tạ Đức Trí và anh Lân sẽ ký cái chữ ký trong đó để kỷ niệm. Được không quý vị? Và quý vị nhớ trong bao thưa vàng, xin mời quý vị ủng hộ 50 đồng một phần ăn. Và còn vấn đề đồ này là tùy hỷ quý vị nha. Và nhớ đừng có quên là Lệ Điệp có 3 món đấu giá thôi. Và mong rằng quý vị sẽ mua hết những cái món đấu giá này. Và còn một cái nữa là có 5 cuốn sách của một nhà văn nào đó mà anh Cao tìm chưa gặp, có tặng cho chúng ta. Và đề nghị là chúng ta muốn mọi người mang cuốn sách đó về và donate cho ban tổ chức. Giá là 100 đồng hay là tùy hỷ nha quý vị. 5 cuốn sách của một nhà văn rất là nổi tiếng. Và nếu một lát nữa có cuốn sách lên là Điệp sẽ thông báo. Và hiện giờ Lệ Điệp muốn bắt đầu với cái món đấu giá của anh Alan. Anh Alan là anh phải tự giới thiệu anh một chút xíu, rồi sau mới anh nói những cái món quà mà anh tặng cho ban tổ chức. Anh Alan là cũng một trong những người ban phải tránh vận động của ban tổ chức. Và anh đã nhảy tặng cho 2 món quà em tịch quý vị. Và mời anh nói về 2 món quà đó. Và chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá một món, rồi món thứ nhì của anh luôn, và sau đó sẽ đấu giá của Vĩnh Thành. Cảm ơn chị Lê Điệp rất nhiều. Và trước khi Alan option cái 2 cái món này đó thì trước hết là cho một tràng pháo tay rất là lớn cho Bắc Cali nha. Yes, Bắc Cali rất là xuất sắc. Bữa nay cái buổi tiệc này rất là vui và rất là cảm ơn các quý vị đã đóng góp cho cái Quảng Thành cổ thành của chị. Và riêng về bố của Alan đó thì bố Alan cũng là một người Nam Cộng Hòa và cũng bị tù lừa 9 năm. Nên đây là một cái dự án rất là ý nghĩa cho tất cả những người mà đã hy sinh cho Nam Cộng Hòa. Cái món đầu tiên đó mà Alan muốn giới thiệu cho quý vị đó. Ok. Dạ. Quý ơi, đây là một cái món làm bằng tay nha, nó làm bằng đồng thôi nè. Ok. Anh trôi này, cái con garnish. Đây là thần garnish. Thần garnish là ở bên Ấn Độ với lại ở bên Tây Tạng đó. Họ thờ thần garnish. Thần garnish là phù hộ cho mình, cho đủ mọi trong gia đình hết, giống như là về sức khỏe, về tiền bạc, về tình yêu đó, thì mình cứ cầu nguyện cho thầy garnish. Thì cái này nó làm bằng tay, quý vị thấy không, làm rất là tỉ mỉ. Thì mỗi cái miếng cái design này nào là họ làm bằng tay hết, họ đục bằng tay từng món hết. Thì ở đây là từ Tây Tạng qua bên Tây Mỹ. Thì đây là một món trong gia đình Linh với lại gia đình tặng cho quý vị đây, để mình auction, để mình gây quỹ cho cái quảng thiệt của quý vị. Dạ, thì vâng, thì bây giờ mình sort out cái bit cho cái này nha. Rất là low bit thôi. Mình sort out là 200 đồng cho cái này. Dạ, xin có ai có... À, quý vị ơi, cái này là một cái món món antique mà anh đã tặng. Và ví dụ, bây giờ mời quý vị, có người nào muốn cho cái giá đầu tiên không? Nếu không thì Lệ Điệp sẽ nói cái giá đầu tiên để quý vị bắt đầu. Quý vị bắt đầu bằng $200 được không quý vị? Và cái này là vô giá đó nha quý vị. $200, có người $200, rồi. Wow. Rồi, cho xin $300 được không? $300. $300, có người mua $200 rồi. Cái này chỉ là stock. Bên đây có $300 rồi. $300, 400 không? 400 luôn, bây giờ lên 400. Thì anh lật cho 300, cho xin 400. Yes, 400. 400 hành đi. 500 luôn, 500. 500 luôn. Cho xin 600. Cho xin 600, anh Thiện 500. Ấy 500 rồi anh mới lên 6 mới được. Đây 5 rồi. Ok, anh Thiện 5 bây giờ. Người đẹp Hạnh Lê 600 được không? Yes, 600. Alright. 500 chỉ đòi chứ 500 đồng đều. 500, hai người đòi 500 vậy làm sao? 550 hả? Hả? Bây giờ anh Lực ơi, Lực mấy trăm Lực? 500 rồi cưng 600 nha. 600 nha Lực. 600. Yes. 600, thank you. Anh Lực 600. Bác sĩ Vượng 700. Hạnh Lê 700 được không cưng? 700 được không?
bây giờ anh Lực, bây giờ số 6 rồi, có muốn lên số 8 không? 600 going one. Có ai muốn được cao hơn nữa không? 600 going twice. Mời anh Lực lên sân khấu. Dạ mời anh, chúc mừng anh. Dạ. 600 quá rất nhiều. Cái này là blessing đó. Và em biết anh Lực là một người rất là nổi tiếng làm từ thiện luôn, và một trưởng ban của Việt ngữ Văn Lang, phải không? He's a very generous man and donate a lot of money. Okay. Hoàng, xin mời luật sư Nguyễn Văn Lang bên sân khấu và thị trưởng tại cái sân khấu và ông trưởng ban tổ chức. Anh Lang lên sân khấu để trao món quà cho anh Thiện lên luôn, chụp hình kỷ niệm. Anh Lực cầm đi cũng. Mời bà xã của anh Lực lên luôn. Hai vợ chồng anh ở đây, anh ở đây. Bà xã lên. Mời chị. Và xin nhờ anh Long ký tặng hai chai rượu cho anh Lực luôn. Và được tặng luôn hai chai rượu nữa. Mời Lực với ông bây giờ xã lên, hai người lên luôn. Hai người cùng lên mới anh Thiên dùng cho bà. Anh Thiên dùng cho bà xã chứ mới được. Cái này là blessing lắm á. Yeah, thank you chị. Thank you. Tặng chị một phút tặng luôn cái áo luôn nữa. Cảm ơn chị rất nhiều. Dạ không sao, mình chờ chị được. Chị nói là tại vì chị chân đau thành ra ngại, nhưng mà we love you. Thank you so much. Cảm ơn chị. Bây giờ cho em xin phép để mình dùng cái này sau. Cái này nó hơi nặng. Vậy, lúc mà mình đẩy cái này lên cái bàn đó, thì mình đổ nước vô. Mình đổ nước vô xong cái mình sẽ bỏ đèn cầy. Xong cái mình bỏ những cái bông hồng, cái lá của bông hồng đó. Cái bông hồng đó mình để vô, mình cầu nguyện. Dạ, thank you so much. Cảm ơn chị rất nhiều. Ok, bây giờ cái món thứ hai cũng rất là đặc biệt nha quý vị. Đây, cái món thứ hai là cũng là của anh Alan tặng. Ok. Cái này cũng làm bằng đồng luôn, cũng làm bằng tay luôn. Dạ. Đây rất là tỉ mỉ, họ làm bằng tay. Thì đây là mình có thể treo trong nhà. Nó có mấy miếng được xuống từ. Đó. Rất là đẹp nha. Thì ở đây nó có năm vị Phật đây. Phật Thích Ca nằm ở đây. Thì mỗi vị Phật á, họ có cái dấu tay hết để họ phù hộ cho mình. Thì mình sẽ gắn cái này trong nhà mình. Đó, những cái chỗ mà mình dùng chỗ thờ hay là chỗ trong nhà đấy nha. Ok, mình thấy số nào. Dạ, mình có thể bắt đầu bằng 300 được không quý vị? Cái này là bằng đồng, đồng thiệt, có cái gì nặng lắm đó, quý vị treo lên. Và quý vị có thể bỏ nước, bỏ dầu, bỏ đèn cầy. Và tất cả những cái nơi này đều có Đức Phật ở đây đó. Là mời quý vị cho xin 300 được không? 300 đô la. Anh Vượt, thank you, 300 đô la. Mời ai cũng muốn cho 400 đô la không? $400. Anh Lê, $400. Yes. Nè, Alan đang đi vòng vòng kìa. Alan qua bên đây cho chị Hạnh Lê coi thử. Yes. Và chúng tôi còn một món nữa là xong. Cái gì món đó là bức tượng vàng bằng hình con trâu. Cái giờ năm nay là năm con trâu, là con trâu vàng nữa. Cái gì? Trâu vàng. Chúng tôi còn một con trâu vàng nữa. Và bác sĩ Vượng đã cho 300 đô la. Cho xin cái tay đưa lên là 400 đô la. $400, 400 đô la, có người nào mua 400 đô la không? Bằng đồng thật đó quý vị. Ok, 300 đô la bác sĩ Vượng. Trời, bây giờ là 300 đô la bác sĩ Vượng. Có ai cho xin 400 đô la không ạ? $400. 350 hả? 350 cũng được, rồi 350. Wow, bác sĩ Vượng, cho xin 400 đi. Bác sĩ Vượng, 400. Hả? 3.000 luôn đi. 360. Bác sĩ Vượng cho 360. Rồi còn ai cho nữa không? Bác sĩ Vượng trả 360. Ai đồng ý 400 đưa tay lên. 400, $400. 400. Rồi, hiệp hòa 400 đồng. Thank you. Cho xin 500 được không? Bác sĩ Vượng hay là anh Thiện gì đó, hay là Hạnh Lê gì đó, hay là quý vị ở đây nè. Cho xin 400, bây giờ là 400 rồi, cho xin 500 được không?
$500. 500. $500. Lực có muốn mua một cặp luôn không? Lực có muốn mua một cặp luôn không? Dạ, bây giờ là 400, quý vị cho xin 500. $500. $500 going one. $500 going twice. Mời anh chị Hiệp Hòa lên sân khấu. So, $400. Xin mời anh Nghi Lữ đứng lên sân khấu và anh qua cùng mình đứng lên sân khấu. Anh chị Hiệp Lâm. Chị Hồng lên đi. Yeah. Xin mời luật sư Nguyễn Quốc Lâm bước lên sân khấu và thị trưởng Đàn Yên bước lên sân khấu. Luật sư Lâm. Hồng. Mời ông trưởng ban lên sân khấu. Mời bác sĩ Vượng. Mời bác sĩ Vượng bước lên sân khấu. Bác sĩ Vượng giới thiệu bên luôn, trời danh dự lắm á. Yeah. Anh chị Hiệp Hòa đã tặng 1,000 rồi đó quý vị. Bây giờ còn thêm 400 nữa đó quý vị. Thank you so much. Mà hãy mà xe này đẹp có hư thì anh thấy khen. Ngày mai còn đi thay cửa xe nha. Rồi, thank you. Và anh Long. Anh Long ơi, anh cầm cái này anh đi một vòng giùm em được không? Đó, anh ở đó. Đây, anh Long. Anh Lâm thấy không? Bây giờ nếu mà luật sư Lâm mà đi một vòng. Xin mời anh Hiệp Hòa đứng lại xin ba tổ chức chúng tôi có tặng. Anh Lâm ơi, anh đi một vòng. Quý vị ơi, cái món này đặc biệt lắm. Năm nay là năm con trâu. Và con trâu vàng mà quý vị được luật sư Lâm đi từng bàn để mời nữa quý vị ơi. Quý vị nghĩ là cái món này đáng giá không? Là quý vị sẽ tiền vô như nước. Con trâu vàng mang tiền vô cho quý vị. Tiền vô ào ào đó quý vị. Là đây là con trâu vàng của tiệm vàng Vĩnh Thành. Là hy vọng là cái món này sẽ là cao nhất trong đêm nay. À, đó là con trâu vàng gì là quý vị rước vàng rước của về nhà đó nha quý vị. Quý vị vừa làm từ thiện giúp cho ban tổ chức xây dựng tượng đài rồi. Quý vị còn mang tiền về để mai mốt quý vị còn giàu sang hơn nữa để quý vị tiếp tục phụng dưỡng sự cho cộng đồng và tiếp tục donate cho những cái chương trình từ thiện phải không quý vị? Tiền có vô thì mới có ra phải không quý vị? Xin cảm ơn quý vị và luật sư Lâm đi một vòng. Để mời quý vị là con trâu vàng rất là đẹp. Dạ. Và con trâu vàng, bây giờ mình bắt đầu con trâu vàng bằng $400 được không? $400 được không? Quý vị nào đồng ý con trâu vàng $400 cho xin đưa tay lên. $400. Yes, thank you. Thank you. Thank you May. May $400, right? Thank you. Rồi, cho lại đẹp xin $500 con trâu vàng. Mang tiền mang của về được không? Con trâu vàng 400 có người mua cho xin 500. $500. Thank you anh Lân. Em cảm. Yeah. Thank you anh Lân. Yeah. Cho xin 500 được không? Có người mua 400. $500. Có người nào đồng ý 500 không? Con trâu vàng rước của rước vàng về, có người nào đồng ý 500 cho xin đưa tay lên. Oh, có người 500. Thank you. Bên hậu vệ 1,000 đồng. Wow. 1,000 đồng. Hình như là hậu vệ của Cho xin tên. Cho xin tên. À, bên nhảy dù 1,000 luôn á. Wow. Rồi bây giờ cho xin 1,100 đô la. 1,100 đô la có ai không? 1,000 không ai là going one, going twice. Mời anh lên sân khấu. Mời nhóm nhảy dù lên sân khấu chụp hình luôn. Xin mời quý anh trong ban nhảy dù lên sân khấu. Và một lần nữa chúng tôi mời tất cả quý anh em trong ủy ban bước lên sân khấu. Mời tất cả ủy ban chúng ta lên sân khấu. Nhà báo Quỳnh. Lời nói của Lê Điệp rất là lên sân khấu. Đây là cái món đắt nhất đêm nay. Thank you. Kính thưa quý vị, nãy giờ mà tôi vòng vòng mà tại sao mặt đỏ? Xin được thế này. Nãy giờ mặt đỏ là tại vì phải ngồi với nghĩ dù cố gắng mà không say là cũng về. Thành ra mới dụ dỗ được 1,000 đồng. Cảm ơn chị dù. Yeah. Đây là ông chi đội trưởng à. Mời anh.
Dạ, kính nhà. Tự nhiên mời lên đây tự nhiên xúc động. Tại vì bữa hôm nay là thiệt là hân hạnh. Tại vì cái trận mà Hổ Thành mà nghe cháu Tạ Đức Trí mà khi mà làm cho nó thì Đức Thân là Đức Thân của Đức Lạc đã gọi tới Phúc để nói là cố gắng giúp dùm cho mấy cháu để làm được cái tượng đài. Thành ra tối đi vô bên này mà tôi nghĩ tượng đài đây không phải là chuyện gì cho bất cứ một cái đơn vị nào, mà đó là cái hãnh diện chung của một cái quân Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta phải làm, mà chúng ta bắt buộc phải làm. Cho con cháu về sau mới giờ mới thấy hiểu được. Cha ông có biết bộ đồ nào? Là sao? Sáng màu hồng á. Thì ra cái thằng mà nó xong là đã gọi phút mà nói như vậy. Là cái rồi giờ cái này thì cũng tính đóng góp rồi. Nhưng mà cái này là anh Giang, ta vừa bỏ tiền, thiệt. 1.000 là quá ít. Thì giờ 2.000 là chỉ đốt phát cơ. Vậy luôn, phải đấu giá. Cái này ta nói được các bạn là phải đấu sớm thôi. Anh lấy cái này. Thì bây giờ 1.000 thay vì 1.000 Phúc đại diện trên em mũ đỏ tặng cho 1.000 nữa là mua cái này. Và kính thưa quý vị, nghe lĩnh xin phép được nói ở đây ai cũng biết nhảy của Bùi Đức Lạc hết. Trung tá Bùi Đức Lạc đã gửi về quỹ ban 1.000 trước rồi quý vị, và hôm nay như vậy là nhảy dù bắt ca ly 2.000 cái này nữa thưa quý vị đó. Trung tá Bùi Đức Lạc đã gửi về 1.000 trước rồi thưa quý vị. Đây là 2.000 riêng nữa, ok đó. Nhảy dù luôn luôn cố gắng. Xin mời thị trưởng Tạ Đức Trí trao cho chúc Phúc. Xin quý vị cho một tràng pháo tay và cảm ơn quý vị. Cảm ơn các anh hùng mũ đỏ. Vâng. Yes. $2,000. Thank you so much.